Thấy anh chị vất vả quá cho nên em có chuẩn bị tí quà. Cái gì vậy? Có quà luôn hả? Tẩm bổ lại cho anh chị chứ ạ. Sao người gì mà đẹp mà còn tử tế nữa vậy? Khui luôn đi anh. Con cá nè. Quà. Wow. Rồi pa tê. Pa tê nè. Mấy cái thứ này nó mập lắm, chồng ăn đi. Nó còn ghi luôn là ăn cho mập. Vậy thì cái khách mời hôm nay sẽ rất là mập, đúng không? Thường á là bán hàng online như vậy, bán thực phẩm là chỉ có chị Lê Giang thôi. Dù ăn uống là anh xin em phải rành chứ. Thông thường anh ít mua mấy người trong nghề lắm em. Thôi mình cho họ ra họ PR luôn cái thương hiệu của họ luôn được mà. Thôi đi ai vậy? Xin mời khách mời chúng ta ngày hôm nay ạ. Yeah. Diệu Nhi ơi, ăn cho mập là của bên em hả? Chương trình bắt em đem theo á chứ. Cái này anh nghĩ em gài cho chương trình. Từ nãy tới giờ là 3 phút phát sóng chương trình là PR rồi đó. Trời đó, coi tự nhiên chương trình như vậy á chứ đâu có biết. Ôi nhưng mà tại sao lại ăn cho mập mà em thì sao lại gầy như vậy? Tại vì nó dụ cho người ta ăn cho mập để nó gầy, em hiểu không? À ha. Bây giờ xin mời Diệu Nhi về vị trí ngồi của mình nha. Mình đâu có được đọc điện thoại đâu hả? Nhi ơi, thật sự. Ừ. Bất chấp như vậy ư? Cảm ơn Kiều. Cái quán của em cũng chỉ dám là nói chuyện hai chữ hủ tiếu thôi ở 90 đời chủ toán nha mọi người. Nhưng em chưa không dám đọc số điện thoại. Em không dám đọc số điện thoại. Có bao giờ mà ngay giữa sóng truyền hình tôi nói nhà hàng ăn mà tôi tại 23 tôi mới thấy quần nhất chưa? Có bao giờ chưa? Hay quá ha, 0933704455. Ừ cũng cắt à. Wow. Ôi dạ. Bây giờ cắt nó ra. Đón xem siêu tài năng nhí 20:30 thứ năm hàng tuần trên HTV7, 21:00 thứ sáu hàng tuần trên AMC SCTV2.